điện thắp sáng thông giáng sinh. Theo đài Fox News, chú lươn tên Mizu Watson sống trong hồ cá ở thủy cung Tennessee, kế bên hồ có một cây thông trang trí giáng sinh được kết nối với hồ. Mỗi khi đi tìm thức ăn hoặc khi vui vẻ, Watson phóng ra điện đủ để thắp sáng đèn nhấp nháy trên cây thông. Watson có tài khoản Twitter riêng do trung tâm IQ quản lý thuộc Đại học Công nghệ Tennessee. Trang này thường xuyên đăng những video quay cảnh chú thắp sáng cây thông trong ánh mắt mê mẩn của du khách xung quanh nhân viên của thủy cung tennessee cho biết họ hy vọng watson sẽ giúp du khách hiểu biết thêm về loài lươn điện